Thưa quý vị, Halloween ngày 31 tháng 10 đang được nhiều bạn trẻ mong chờ. Năm nay tại Hà Nội có rất nhiều địa điểm trang trí theo phong cách ma quái và rùng rợn để người dân có thể thỏa sức check-in. Dịp Halloween, phố Hàng Mã ở quận Hoàng Kiếm, thành phố Hà Nội luôn là điểm đến check-in hàng đầu của giới trẻ và du khách. Năm nay, phố Hàng Mã được thiên tiến theo phong cách rực rỡ, với biến ngô ma quái, phù thủy, nhân độc. Các sản phẩm Halloween tại phố Hàng Mã được du khách đánh giá là đa dạng, và cập nhật liên tục phù hợp với thị hiếu. Tuy nhiên, theo một tiểu thương phố Hàng Mã, năm nay lượng du khách đến phố Hàng Mã mua sắm và check-in giảm đến 80%. Ngoài ra, trong những ngày gần sát dịp Halloween, phố Lương Giang Cang hàng lượt cũng khoác lên mình một diện mạo cực kỳ thu hút nhờ những món đồ trang trí đậm chất ma quái và kỳ bí. Về giá sản phẩm, đồ quá trang Halloween năm nay nhỉnh hơn chút so với mặt bằng giá năm trước, nhưng không quá cách biệt. Theo đó, với 20.000 đến 50.000 đồng một chiếc mặt nạ quỷ hay hơn 2 triệu đồng mô hình bộ xương cao, khách hàng đã có thể qua mình vào không khí rộn ràng của dịp lễ hội.